Xin chào tất cả các bạn, đây là Dot Soundbox Pro. Nếu như các bạn đang lầm tưởng đây là một cái chiếc loa đến từ một cái thương hiệu lớn nào khác thì không phải đâu. Nó là một cái chiếc loa mới nhất đến từ thương hiệu Dot, một cái hãng âm thanh nổi tiếng với những cái dòng loa Bluetooth giá rẻ mà nó có chất lượng cực hay. Họ đã rất thành công, chúng ta biết đến Soundbox Touch, chúng ta biết đến Soundbox XL và nó nhận được rất là nhiều đánh giá tích cực. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn một cái chiếc loa mới, nó có giá rẻ hơn chiếc Soundbox XL nhưng mà chất lượng của nó mang lại cũng cực kỳ tuyệt vời và nó có rất nhiều những cái tính năng hay ở đây. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với Sonu Audio nhé. Ở đây các bạn thấy Dot giới thiệu nó là một chiếc loa rất đẹp và chúng ta có công nghệ extra bass, chúng ta có IPX5, Bluetooth này, pin 12 giờ và quay xa ở đây. Các bạn thấy đây là một chiếc loa với rất nhiều tính năng hay ho. Chúng ta có Pastelite này, có Waterproof IPX5 luôn. Và các bạn còn có khả năng ghép đôi. Vậy thì cụ thể nó như thế nào? Bây giờ mình sẽ mở hộp nó ra để xem bên trong nó có những cái gì. Đây chính là hộp của nó. Mình sẽ mở theo cái kiểu này. Đó, mình sẽ mở đi để mình lôi ra. Bên trong hộp thì các bạn sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng và chúng ta có cái chiếc loa được đặt ở đây. Đó, mình sẽ kéo nó ra. Ngoài cái chiếc loa này thì các bạn còn có thêm một cái cọng cáp nữa. Thực ra là hai cọng cáp ở đây. Ở bên trong này thì các bạn sẽ có một cổng 3.5 sang 3.5. Mặc dù là Dot họ ghi trên loa của mình là một chiếc loa wireless nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cọng dây này để làm nguồn phát trực tiếp luôn mà không cần sử dụng Bluetooth nữa. Ngoài ra thì cái chiếc Dot Soundbox Pro này nó còn có hỗ trợ cái thẻ microSD nữa. Lát nữa mình sẽ mở ra. Ở đây chúng ta có một cái cọng cáp microUSB. Cọng cáp micro USB này thì không có cái gì lạ cả. Mình sẽ bóc con này ra luôn nhé. Rồi, ở đây chúng ta có một cái chiếc Dot Soundbox Pro rất đẹp. Và như mình đã nói đến cho các bạn ở lần trước thì nó có cái điểm gì đó khá là quen trên cái thiết kế này. Các bạn thấy là đến khi cầm nó trên tay thì các bạn đã rõ đây là cái chiếc loa mà nó lấy cảm hứng từ cái hãng nào rồi đúng không? Rõ ràng Dot Soundbox Pro nó có cái thiết kế lấy cảm hứng từ cái dòng ExtraBass của Sony rất là nhiều. Và cũng giống như những cái hãng smartphone trên thị trường hiện nay thì họ lấy iPhone của Apple ra để làm chuẩn mực. Thì có lẽ là cái điều tương tự nó cũng xảy đến với con Dot Soundbox Pro này. Với những cái điểm thiết kế nó tổng hòa của cả cái dòng ExtraBass, chúng ta có cái phần thân này rất là vuông vức với một cái chiếc Sony XB30 hay là XB40. Nhưng mà cái mặt trước này nó lại được thiết kế theo cái phong cách của cái con XB20. Và theo như mình thấy thì cái thiết kế trên cái con Dot Soundbox Pro này nó có cái gì đấy nó hơi thô hơn một chút nhưng mà nó cũng rất là đẹp mắt, nó không có gì phải chê cả. Mặc dù là mình bật mí cho các bạn là cái giá của nó thì nó chỉ rẻ hơn những cái chiếc loa tương tự có một nửa thôi. Và các bạn thấy là IPX5 thì các bạn hoàn toàn có thể thả cái con loa này nó xuống dưới mưa nhỏ mà các bạn không lo là nước nó sẽ làm hỏng cái chiếc loa. Đây, mặt trên thì các bạn sẽ có cái cụm phím bấm, chúng ta có nút mode này để điều chỉnh giữa các cái chế độ. Các bạn có thể sử dụng Bluetooth 3.5 hay là thẻ SD. Ở đây chúng ta có phím dừng nhạc, tăng giảm âm lượng, phím S loa. S loa này là một cái tính năng rất là hay mà nó chỉ có trên những cái con loa cao cấp thôi. ExtraBass nó Dot họ đặt tên luôn đó là ExtraBass, họ không cần thay đổi gì cả. Và đây là cái phím nguồn. Mình bật nguồn lên cho các bạn xem. Đó, khi mà bật nguồn lên các bạn sẽ nghe được một cái âm báo rất là hay, chúng ta có các cái đèn báo hiệu ở đây, các cái phím bấm này thì đều có đèn báo cả. Và cái mặt trước của nó thì cũng sáng lên rất là đẹp. Cái đèn LED này nó nháy tương đối là đẹp chứ nó không phải là cái đèn LED mà quá là thô. Tức là họ cũng làm một cái phần đèn rất là tinh tế mà mình đánh giá rất là cao. Và ngoài những cái phím bấm ở mặt trên ra thì mặt sau các bạn sẽ còn có một cái phần lưới thoát âm nữa. Đây chính là lưới thoát âm mà cho cái loa nó tản âm thụ động, giúp cho nó cải thiện cái âm trầm. Và với cái thiết kế các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cái loa như vậy, nó giống như là những cái sản phẩm của Sony rồi. Và tí nữa thì nó sẽ mang lại một phần âm thanh rất là hay. Ở đây mở cái nắp này ra thì các bạn sẽ có, chúng ta sẽ có ba cái cổng. Thứ nhất là các bạn sẽ có một cái cổng DC in 5V, chúng ta sẽ có một cái nút reset ở đây, các bạn thấy một cái lỗ nhỏ, một cổng audio in. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thêm nữa, đó là cái khe thẻ microSD. Cái việc mà Dot họ giữ lại cái khe cắm thẻ nhớ microSD này ấy, nó đồng nghĩa với cái việc là đây nó sẽ hỗ trợ cái việc chơi nhạc độc lập qua cái bộ nhớ ngoài mà các bạn không cần đến bất cứ một cái kết nối nào khác. Cái tính năng này thì nó sẽ rất là hữu dụng với điện thoại của bạn khi mà điện thoại hết pin chẳng hạn. Hoặc các bạn muốn sử dụng như là một cái máy phát nhạc thực thụ, tức là nó riêng biệt hẳn và các bạn có thể đem đi chơi mà không phải mang theo cái gì nữa. Thì đây rất là hay, rất ít loa bây giờ trang bị thêm cái cổng này. Như mình đã chia sẻ với các bạn, đó là Dot họ có một cái tính năng ExtraBass, họ đặt tên luôn là ExtraBass. Và các bạn không nhầm đâu, nó chính là cái tên gọi giống hệt những cái tính năng của Sony. Nó cho phép cải thiện đáng kể cái lượng bass ở trên loa. Và cái phần này thì lát nữa chúng ta sẽ trải nghiệm sau. Nhưng mà có một cái tính năng cực kỳ hay ho mình cũng đã nói qua đến cho các bạn rồi, đó là chỉ những cái loa cao cấp mới có, đó là cái tính năng ghép đôi studio.
Và còn thêm một cái option nữa trên cái đốt sao box XL này của các bạn, đó là nếu như các bạn không thích màu mè, chúng ta không thích cái đèn LED này, cũng như là các bạn muốn tiết kiệm pin cho cái chiếc loa, thì các bạn có thể tắt đèn LED này đi. Và cái thao tác của nó thì cũng tương tự như trên cái chiếc loa của Sony, là các bạn nhấn giữ vào cái phím ExtraBass ở đây. Đó, nhấn giữ vào thì nó sẽ tự động nó tắt đèn đi luôn. Các bạn đang thấy là mình đang tắt đèn trên con loa này, đó, đèn LED của nó đã tắt rồi. Như vậy là chúng ta cũng có những cái tính năng tương tự như cái chiếc loa cao cấp, rất là ấn tượng. Và với một cái chiếc loa như vậy thì giống như nhà sản xuất công bố, cái thời lượng pin của nó lên đến 12 tiếng, nó đủ cho các bạn để quẩy cả ngày thôi. Thế còn về cái trải nghiệm chất âm của nó như thế nào thì mình thử nghiệm cái chiếc loa này trong một cái phòng mà mình đang quay video, nó rộng khoảng 20m2, thì thực sự là Soundbox Pro nó cho một cái chất âm vượt trội ngoài cái kỳ vọng của mình. Và mình là người đã từng sử dụng những cái mẫu loa ví dụ như là XB20 cho đến XB21 thì cái âm lượng trên cái đốt Soundbox XL này mình thấy là nó rất là lớn. Âm của nó thì không hề thua kém với những cái mẫu loa của Sony một chút nào cả. Khi mà các bạn bật mắc âm lượng thì cái điểm hay ở nó là nó không bị vỡ, không bị rè. Cái cảm giác của nó không giống cái chiếc loa rẻ tiền. Và nếu mà xét về tổng thể của nó thì đây là một chiếc loa mang lại cái âm rất là hay trong cái tầm giá. Giá của nó thì bằng một nửa so với những chiếc loa tương tự đến từ thương hiệu lớn. Nhưng mà âm thanh của nó thì rất là tuyệt vời. Bass của chiếc loa này nó đánh rất là có lực, vừa phải, chiều sâu. Mid của nó thì cũng thế, không hề bị chìm trong tiếng bass. Và đặc biệt, cái giải âm của nó thì chỉ có một điều hơi lăn tăn là cái giải chép của nó thì hơi mờ nhạt một chút thôi. Nó chỉ thể hiện một chút ở cái phần lau chép thôi. Vì vậy nên là cái loa này thì nếu như các bạn định nghe cái nhạc rock thì nó sẽ không phù hợp lắm. Tuy nhiên thì về cái tổng thể thì cái con đốt Soundbox Pro này nó hướng tới những người dùng là phổ thông, nên là cái tiếng của nó khá là dày dặn, âm bass khá tốt và nó rất là ấm áp. Nó sẽ rất là phù hợp với cái loại nhạc sôi động này, pop ballad nhẹ nhàng mà không quá khắt khe với cái giải chép, thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Tết này mà chúng ta quẩy EDM mà chúng ta nghe cái con loa này thì cũng rất là phù hợp thôi. Rồi, và vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu nhanh đến cho các bạn cái con đốt Soundbox Pro này, một cái chiếc loa rất là hay và rất là đáng giá của đốt. Nó là chiếc loa mới nhất. Và tổng kết lại thì chúng ta có những cái điểm nổi bật trên chiếc loa này như sau. Thứ nhất là âm thanh của nó cực tốt trong tầm giá. Cái thứ hai nữa là công suất 20W trong một cái âm lượng rất lớn. Nó có khả năng chơi nhạc độc lập qua cái thẻ microSD này, có chống nước IPX5. Chúng ta có tính năng ExtraBass luôn và chúng ta có khả năng ghép đôi, có đèn LED và thời lượng pin 12 giờ. Đó là tất cả những gì mà đốt họ có thể đem lại trong một cái chiếc loa giá rẻ như vậy. Và mình rất là thích điều này. Và với một cái mức giá là chỉ 1.450.000 thôi thì thực ra nó là một cái sản phẩm mà nó đã mang lại cho chúng ta rất là nhiều tính năng của những cái chiếc loa cao cấp rồi. Cái giá của nó thì bằng một nửa như mình đã nói. Thực sự đốt Soundbox Pro nó sẽ trở thành một trong những cái chiếc loa tốt nhất trong tầm giá, và chắc chắn rằng là cái chiếc loa này nó sẽ sẵn sàng là cạnh tranh với bất kỳ một cái đối thủ nào ở trong phân khúc. Nếu như mà các bạn có nhu cầu sắm một cái thiết bị về để giải trí thì chúng ta hãy nên tham khảo qua đốt Soundbox Pro, một cái chiếc loa rất là xứng đáng để cho các bạn có thể tham khảo. Còn bây giờ thì thời lượng video của mình cũng đã hết rồi. Nếu như các bạn thấy video hay, đừng quên để lại một like cũng như là để lại ý kiến của các bạn về đốt Soundbox XL xem nó có xứng đáng không nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Bye bye.